người tiêu dùng Mỹ nói gì về xe điện VinFast V3? Mẫu xe điện VinFast V3 thu hút được sự chú ý từ người dùng quốc tế nhờ thiết kế ấn tượng cùng với giá hấp dẫn. Truyền thông quốc tế đưa tin về sự kiện bàn giao VinFast V3. Mới đây, nhiều kênh truyền thông quốc tế bao gồm Electrek, chuyên trang về xe điện và Nikkei Asia, tờ báo tài chính lớn nhất thế giới, đã đưa tin về việc VinFast đã bắt đầu bàn giao mẫu xe điện mini mới của mình, VinFast V3. Theo các kênh truyền thông này, với giá khởi điểm dưới 13.000 USD, V3 mới đã tạo ra sự chú ý mạnh mẽ. Sau khi giới thiệu V3 vào tháng 1, VinFast cho biết mẫu xe điện mini mới này được thiết kế để làm cho việc di chuyển trong thành phố không chỉ bền vững mà còn dễ tiếp cận hơn. 4 tháng sau, VinFast mở đặt hàng trước với giá đặc biệt là 235 triệu đồng, tương đương 9.248 USD cho lựa chọn thuê pin. VinFast cũng cung cấp V3 bao gồm pin với giá 315 triệu đồng, tương đương 12.400 USD. Trong vòng 66 giờ, VinFast đã nhận được 27.649 đơn đặt hàng trước, lập kỷ lục mới về ô tô tại Việt Nam. VinFast gọi V3 là một hiện tượng mạng xã hội tại Việt Nam, đứng đầu các bảng xếp hạng xu hướng. Công ty đặt mục tiêu giao ít nhất 20.000 mẫu VF3 trong năm nay. VF3 chủ yếu nhắm vào các tài xế trẻ sống ở khu vực đô thị, các khu vực trung tâm có nhiều con đường và ngõ hẹp khó cho các phương tiện lớn đi qua. Với những gia đình đã sở hữu một chiếc xe, VF3 có thể được chọn làm phương tiện thứ hai. VF3 ban đầu sẽ được bán tại Việt Nam, sau đó là Philippines vào cuối năm nay và các thị trường nước ngoài khác như châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ vào năm 2025. Mặc dù VinFast đặt mục tiêu bán 100.000 xe điện trong năm nay, họ đã giảm mục tiêu doanh số cho năm 2024 xuống còn 80.000. Con số này vẫn gấp đôi so với gần 35.000 chiếc đã giao vào năm ngoái. Người dùng Mỹ nói gì về VinFast V3? Theo ước tính của Electrek, khi đến thị trường Mỹ, xe vẫn sẽ có giá dưới 20.000 USD. Bên dưới phần bình luận, nhiều người dùng đã đưa ra nhận định của mình về VinFast V3 và tiềm năng của mẫu xe này tại Mỹ. Đây thực sự không phải là một chiếc xe có thiết kế xấu. Tôi nghĩ rằng nếu phạm vi hoạt động hợp lý, tôi có thể sẽ cân nhắc mua nó. Vì bản thân sống ở vùng có khí hậu lạnh, nên tôi nghĩ phạm vi hoạt động sẽ là một yếu tố rất quan trọng. Tôi sẽ cân nhắc mua một chiếc tùy thuộc vào cách họ trang bị cho thị trường Bắc Mỹ, cụ thể là Canada. Hy vọng xe có thể được trang bị bơm nhiệt cũng như hệ thống sạc NACS. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn xe có ít nhất 3 tùy chọn pin để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của nhiều nhóm khách hàng. Đối với thị trường Mỹ, tôi nghĩ họ sẽ cần cải thiện thêm về hiệu suất. Phiên bản bán tại Việt Nam có 43 mã lực và tầm hoạt động 210 km. Vì vậy, có khả năng nó sẽ không đủ nhanh để di chuyển trên xa lộ. Điều này làm cho nó trở nên không khả thi ngoài việc chỉ là một chiếc xe thành phố siêu nhỏ. Nếu họ có thể tăng công suất lên ít nhất 100 mã lực, đủ để di chuyển ở tốc độ cao tốc và có tầm hoạt động cao hơn, thì với mức giá 20.000 USD, nó sẽ rất hấp dẫn. Từ Thể thao 247, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.